Hai mẫu áo polo khá là xịn mà mấy ông nên có cho tủ đồ. Xem nhá. Sẽ có hai mẫu là thường và cao cấp, thì để xem là chất lượng nó khác nhau như thế nào nha. Đây chính là hai mẫu mà tôi đặt nha. Bắt đầu với em màu trắng thường này trước nha. Ta-da. Về form thì em này khá là basic nhưng mà rất là xịn sò nha. Chất vải thì khá là mịn luôn ấy. Cổ áo thì co giãn vừa phải nhưng mà form thì rất là ok la nha. Riêng chất vải thì co giãn hơi bị xịn. Cái này thấm hút hơi bị đỉnh luôn ấy. Chỉ may không một chút chỉ thừa nè, khá là chắc chắn luôn nha. Tiếp đến chính là em này sẽ cao cấp hơn một xíu. Và để xem là cao cấp như thế nào nha. Đây chính là form dáng của em áo xanh slim fit này nha. Em này thì có phần phối tay khá là xinh. Chất vải em này thì dày dặn hơn em kia một xíu, nhìn nó đứng form hơn ý. Phần cổ áo thì co giãn tốt hơn nè và nó mịn hơn rất là nhiều nữa. Chỉ may thì vẫn cứ được chắc chắn nha anh em. Để so sánh thì chắc có lẽ em này sẽ ăn đứt hơn về cái phần chất liệu vải này cũng như là phần cổ áo. Còn riêng em này thì có giá thành rẻ hơn và cũng như là kiểu dáng sẽ nó basic và nó thoải mái hơn. Ok, và bây giờ phối thử nha. Polo trắng thì tôi sẽ thường phối với lại một chiếc quần âu lên xuyên như thế này, bởi vì trong tổng thể outfit của mọi người sẽ trở nên rất là thoải mái luôn ấy. Và mình thì đánh giá khá là cao em áo này bởi vì là nó thấm hút rất là tốt, thoáng khí nè, mà những cái form thì cũng rất là trẻ trung đúng không anh em. Riêng với mẫu polo xanh thì Ken sẽ phối cùng một chiếc short như thế này, bởi vì như vậy thì trong tổng thể anh em sẽ trẻ trung hơn rất là nhiều luôn ấy. Riêng em này thì tôi phải đánh giá cao về chất vải cũng như là form dáng luôn ấy. Nhìn cái form dáng như thế này thì hơi bị xịn sò đúng không anh em. Cả hai chiếc áo thì cũng đều rất là ok, cho nên tôi sẽ recommend cho anh em cả hai cái nha. Nếu anh em thích thì có thể đặt mua tại giỏ hàng của tôi, hoặc là lên ở đâu thì mọi người biết rồi đó. Và bây giờ thì see ya.